Chương trình sau và sự kiện tuần này có các thông tin đáng chú ý như sau. Ra mắt chương trình Gala Nhạc Việt số 4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra mắt dự án mới. DJ Hardwell tổ chức live show tại Việt Nam. Ra mắt phim Lucy. Và phần tiết lộ sẽ là những hình ảnh hậu trường của phim Scandal 2 hào quang trở lại. Vừa qua, các sao Việt tham gia trong DVD Gala Nhạc Việt số 4 với chủ đề Những Giấc Mơ Trở Về đã cùng tham gia sự kiện giới thiệu chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. DVD Gala Nhạc Việt số 4 Những Giấc Mơ Trở Về đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả bởi những tiết mục tâm huyết. Bên cạnh các tiết mục solo, những phần kết hợp song ca, tam ca, tứ ca và top ca lần đầu tiên trong chương trình đã khiến khán giả thích thú. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, 80% ca khúc trong chương trình là những sáng tác mới của các nhạc sĩ như nhạc sĩ Nguyễn Dân, Đỗ Hiếu, Nguyễn Hoàng Duy. Đây là album tập hợp 15 ca khúc được trích ra từ Những Giấc Mơ Trở Về. Ngoài ca khúc chủ đề Những Giấc Mơ Trở Về, album còn là sự tổng hợp của các bản tình ca lãng mạn của 10 cặp đôi ca sĩ được kết hợp trong Gala Nhạc Việt lần này. Khán giả đã có một không gian lãng mạn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những Giấc Mơ Trở Về khắc họa những ký ức tươi đẹp đã qua của mỗi người, để ai đã từng mơ sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong mỗi tiết mục. Gala Nhạc Việt số 4, Những Giấc Mơ Trở Về tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi chương trình quy tụ hơn 100 văn nghệ sĩ và vũ công đang được yêu thích. Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện với trang phục đơn giản cùng lối trò chuyện dí dỏm vốn có nhằm giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dự án mới của chính mình khi ra mắt trung tâm đào tạo tiếng hát Việt. Trong dự án lần này, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với cương vị của một người thầy sẽ dẫn dắt và truyền dạy những kinh nghiệm trong chặng đường dài của sự nghiệp ca hát. Đây là dự án có sự thôi thúc mãnh liệt được ấp ủ khá lâu của anh. Với nhiều lớp đào tạo đặc thù trong lĩnh vực âm nhạc được thiết kế cho khóa học, dự án lần này của anh mang nhiều tâm huyết ở một người nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc khi rẽ sang hướng khác với công việc truyền dạy. Với phong thái gần gũi, anh đã khiến cho các em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh có mặt ngày hôm đó tỏ ra thích thú và hứng khởi. Anh cũng không quên mang đến cho các khán giả của mình những bài hát được yêu thích gần đây cùng với sự minh họa của nhóm nhảy ABC Kids. Mới đây, trên trang Facebook chính thức của DJ Hardwell đã bất ngờ công bố thông tin về show diễn cá nhân của anh chàng tại Việt Nam vào ngày 28 tháng 9 sắp tới. Theo đó, lần đầu tiên sẽ có một full concert do một mình DJ Hardwell chơi xuyên suốt với con số khán giả lên tới hàng chục nghìn người. Show diễn mang tên I Am Hardwell sẽ khác biệt với các live show trước như là Tomorrowland hay là Ultra Music Festival, ở điểm Hardwell sẽ chính là nhân vật chính và duy nhất trình diễn cho các khán giả hâm mộ tại Sài Gòn. Theo như thông tin từ ban tổ chức chương trình cho biết, đây sẽ là một lễ hội âm nhạc điện tử quy mô và hoành tráng nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Việc mời được DJ Hardwell, người đang xếp ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng DJ thế giới, là minh chứng cho tham vọng của ban tổ chức sẽ mang đến một lễ hội âm nhạc EDM đúng nghĩa lần đầu tiên tại Việt Nam. Được biết, Việt Nam cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng tại châu Á của tour diễn I Am Hardwell. DJ Hardwell tên thật là Robert Van de Korput, sinh năm 1988, mang quốc tịch Hà Lan. Anh là DJ số 1 thế giới hiện nay, theo như bảng xếp hạng top 100 DJ thế giới của DJ's Magazine. Những video trình diễn tại các lễ hội âm nhạc Tomorrowland hay Ultra của Hardwell đều đạt lượt view sắp xỉ 80 triệu người xem. Anh cũng từng cộng tác với những siêu sao hàng đầu thế giới như Rihanna hay Linkin Park cho các sản phẩm âm nhạc của họ. Hardwell đã được các hãng đĩa lớn nhất Hà Lan mời ký hợp đồng độc quyền từ khi anh vẫn còn là một cậu bé DJ chơi nhạc khắp các nơi của đất nước. Lucy, bộ phim hành động giả tưởng của đạo diễn Luc Besson, chính là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất của khu vực Bắc Mỹ tuần qua và cũng chính thức có mặt để phục vụ cho khán giả Việt Nam. Cô nàng siêu nhân bất đắc dĩ Lucy do Scarlett Johansson thể hiện đã chinh phục được người xem không chỉ bởi những pha hành động mãn nhãn mà còn bởi những tiết lộ khoa học thú vị đan xen với những ý tưởng vô cùng sáng tạo của nhà làm phim.
Câu chuyện bắt đầu khi nữ sinh Lucy tỉnh dậy sau một đêm tiệc tùng và nhận ra mình đã bị bắt cóc bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn. Chúng biến cơ thể của cô thành một kiện hàng sống cho một phi vụ giao dịch mờ ám. Nhưng âm mưu chưa kịp tiến hành thì sự cố đã xảy ra, kéo theo một loạt các tình tiết không lường trước được. Chất thuốc đặc biệt ngấm vào cơ thể Lucy và cô bỗng chốc trở thành siêu nhân. Bên cạnh sức khỏe vượt trội và khả năng di chuyển nhanh nhẹn, Lucy còn dần sử dụng được 100% công năng não bộ của mình. Với những sự thay đổi này, Lucy không biết phải làm gì và thật may mắn cô đã nhanh chóng tìm được người đồng hành trong cuộc chiến vạch trần đường dây tội phạm và tìm lại cuộc sống bình thường. Đó là Samuel Nordman do Morgan Freeman thủ vai, một giáo sư dành nhiều thập niên để nghiên cứu về tiềm năng của bộ não con người. Và Del Rio, viên cảnh sát người Pháp đầy trách nhiệm, do nam diễn viên Alm Wackett thủ vai. Samuel đã giúp cho Lucy hiểu rõ hơn về nguồn gốc vấn đề và tìm cách biến đổi cơ thể cô trở lại như cũ. Còn Del Rio thì quyết định hy sinh tính mạng để bảo vệ cô gái trẻ đang trông cậy hoàn toàn vào anh. Mặc dù không ít lần anh cảm thấy khó chịu với năng lực siêu nhiên ngày càng mạnh thêm của Lucy. Phim đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc. Miss, don't move. I need you to put your hands up, please. Her brain capacity is increasing by the minute. What happens when she reaches 100%? I have no idea. But she is the key to everything. Vừa qua, vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2014, tại ấp Hậu Mỹ Trinh B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Quỹ Nam Phương Foundation cùng đại diện nhà tài trợ Kinh Đô và Ủy ban Nhân dân xã Hậu Mỹ Trinh đã long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Một Thước, cây cầu đầu tiên thuộc dự án Build a Bridge do Nam Phương Foundation sáng lập. Nam Phương Foundation là quỹ từ thiện đầu tiên được thành lập bởi học sinh, được Bộ Nội vụ Việt Nam cấp phép thành lập và được chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2014. Ngay trong ngày ra mắt, Nam Phương Foundation đã huy động được số tiền ủng hộ là 3.665.546.965 đồng. Từ số tiền ủng hộ của tất cả các mạnh thường quân, cùng với sự tài trợ của đơn vị tư vấn thiết kế cầu và kiến trúc quốc tế Arab và Finker, những thiết kế đầu tiên đã thành hình. Trong 2 tháng tới, người dân xã Hậu Mỹ Trinh sẽ được đi lại trên chiếc cầu chắc chắn thay vì dùng ghe đò tạm bợ, để các em học sinh có điều kiện đến trường và luôn vui vẻ trên con đường đến trường của mình. Ngày hôm nay thì Phương Vi cảm thấy rất là vinh hạnh khi được có mặt tại Cái Bè Tiền Giang để là một trong những đại sứ của Quỹ Nam Phương xây dựng cầu cho tất cả các em học sinh ở đây để các em có thể đến trường mỗi ngày mà không còn có những cái nỗi lo sợ nào nữa, để các em có thể mỗi ngày đến trường làm cái niềm vui của các em. Và rất mong là sau cái cầu đầu tiên này, Quỹ Nam Phương sẽ ngày càng có thêm được nhiều những cái công trình xây dựng cầu khác nữa ở đây, để cho tất cả các học sinh được có cái điều kiện đến trường và sẽ luôn vui vẻ trên cái đường đến trường của mình.